Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay nhân tiện mình tưới phân dưỡng hoa và kích hoa cho cái chậu dendro này. Dendro này là dendro mini Yaya nha mọi người. Thì điều đã ngạc nhiên sáng nay mình muốn chia sẻ đến với mọi người, đó là hôm trước cách đây 10 ngày mình có tưới phân cho nó, rồi thì mình thấy cái vòi hoa của nó rất là khỏe. Mình mới tưới có một lần thôi các bạn, rất là khỏe và mầm nó đi dendro mini Yaya. Nhưng mà các bạn thấy không, cây thực tế này các bạn đã rất là lực luôn nha. Đó, cây rất là lực luôn. Và cái cây mẹ của nó có xí xì này, cây mẹ của nó là đợt vừa rồi là bị thán thư đó mọi người. Thì điều ngạc nhiên là các bạn thấy cái gì đây không ạ? Hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn là hôm trước có cái video thầy Tám Ngọc có chia sẻ đó, là tưới phân để vọt đọt cho cây dendro rất là tốt đó. Thì đây là bằng chứng nha, mình đã tưới và mình thấy nó vọt đọt nè mọi người. Nó vọt đọt đến bất ngờ luôn. Nhưng mà mình cũng khuyên mọi người là cách này mình chỉ áp dụng cho dendro thôi nha, chứ những cái cây khác thì mọi người có thể tìm hiểu thêm nhá. Mình chưa có thử cho nên mình không biết ha. Cái gì mình thử nghiệm thành công thì mình sẽ chia sẻ đây nữa mọi người. Cây này là, cái này là vòi hoa cũ này mọi người. Vòi hoa mới này nó đã vọt lên rất nhanh, vọt lên rất nhanh và nó ra này. Cái đây cũng vậy các bạn, tức là vòi hoa rất là dài, rất là dài luôn. Dendro mini rất là nhiều vòi hoa luôn, rất là sai hoa. Khi nào cái chậu này nở mình sẽ cập nhật lại tình hình. Và hôm nay mình sẽ tưới phân y vậy cho mọi người theo dõi ha. Và mầm gốc này mọi người, cái này thì mình chưa thay chậu các bạn. Hôm trước nó bị bệnh cho mình xách lên đây. Thì cái dàn trên của mình có che mưa, nó kiểm soát được lượng nước mưa. Còn ở dưới là, nếu mà ở dưới là sơ dườn là sẽ hư hết các bạn ạ. Vì là nó mưa dầm, mà mưa dầm mưa mấy ngày liên tục. Nhìn xa thì thấy rất nhiều vòi hoa ha mọi người. Đó. Và đó, điều ngạc nhiên đó là mình thấy cái cây con này này các bạn, nó lên rất là cao, mặc dù mẹ nó có xí xì à. Và nó lên, nó bật mầm rất là nhiều luôn nha, bật mầm rất là nhiều. Và trên cái hoa đó, trên cái cuống hoa mà vọt như thế này là chứng tỏ là hoa rất là khỏe này mọi người. Vọt đọt rất là nhanh. Thì không dài dòng nữa ha, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là mình, thì mình cũng nói luôn, mỗi lần mà tưới phân mình làm video tưới cho tất cả các loại phân, những cái cây mà bạn nào mà theo dõi kênh của mình lâu rồi ấy, thì mình mỗi lần mình tưới phân mình luôn cập nhật lại tình hình cho các bạn được xem, được biết, để các bạn có thể theo dõi ví dụ như loại phân nào mình có thể áp dụng được với cái cây dendro, loại nào có thể áp dụng được với cái cây hồ điệp, loại nào có thể áp dụng được với cái cây nghinh xuân nhà các bạn đó. Ý là mình tưới vậy rồi các bạn có thể thêm loại nào hợp thì mình tưới, chứ không nhất thiết là cứ mình tưới loại gì là các bạn phải mua loại đó. Nhưng mà loại nào mình áp dụng mình thấy có hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Giống đó, giống cây này đó, vọt đọt rất là khỏe luôn. Thì mình cũng đã coi video của thầy Tám Ngọc có chia sẻ ở kênh YouTube Hoa Lan Di Phong đó. Thầy nói là cái phân này nó vọt đọt rất là nhanh, nhưng mà cây dendro của thầy đó thực tế đó là nó vọt. Và mình đã tưới và mình thấy y như vậy luôn, đúng như lời thầy nói luôn. Thì mình thấy công nhận hay thiệt. Áp dụng mà mình tưới hôm trước mình tưới vào buổi sáng, hôm nay mình cũng bắt đầu tưới vào buổi sáng. Mình tưới Super 99 này các bạn. Mình pha tỷ lệ là 1 gram 1 lít nước và mình tưới riêng một mình nó thôi nha mọi người. Hôm trước mình có pha chung với, mình cũng chia sẻ thật với mọi người là hôm trước mình có pha chung với Amigen thì mình thấy nó không hợp đâu. Mình dùng cho một cây thân thòng thì nó bị vàng lá đó, cho nên hôm nay mình chỉ tưới riêng một mình cái này thôi ha. Thì nói chung có sao, mình chia sẻ vậy để các bạn khỏi hỏi coi có kết hợp được cái gì không, tại mình chưa kết hợp. Mình pha tỷ lệ là 1 gram 1 lít nước. Hồi nãy mình đong vô đây trước 1 gram rồi mọi người, để cho nó tan ra nước cho nhanh, nó hòa tan cho nhanh á, để mình khỏi làm mất thời gian của các bạn á. Chia sẻ đam mê mà để mọi người chờ lâu coi video dài quá mình cũng không thích. Những bạn nào mà đã có duyên á, coi được clip của mình á, thì mình cũng rất mong các bạn ủng hộ mình nha, cho mình xin một nút like á, để mình có động lực làm thêm nhiều video khác hay hơn nữa. Mọi người ơi, hôm nay mình tưới vào buổi sáng. Ví dụ như các bạn tưới buổi sáng, chút nữa xíu nữa các bạn sẽ xả lên nhá. Chút nữa chúng ta sẽ xả lại khi trời nắng lên cao nha. Hôm nay mình tưới vào sáng sớm đấy. Tốt nhất là các bạn nên tưới phân đó, thì các bạn nên tưới vào, nếu mà tưới trước 7 giờ, khoảng 6 giờ hơn thì các bạn không cần phải xả sơ qua nước đâu.
Nhưng đã sau 7 giờ thì phải xả sơ qua nước nhé. Đây mình đã xả rồi, các bạn thấy nước đã ráo rồi đó. Các bạn thấy chậu đẫm đây nghiêng như thế này thì nhìn cái mực măng của nó rất là khỏe. Đó. Cái phân này là phân G-Ginan này các bạn này, phân này là phân Ben01 này, để các bạn khỏi mất câu hỏi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tưới đẫm nhé. Quan trọng nhất là vẫn là bộ gốc ha, để cho nó thẩm thấu nhé. Nó thẩm thấu, nó lưu dẫn lên á. Cái phân này á, thì nó sẽ kích thích cái vòi hoa phân nhánh và cái vòi hoa thật đẹp. Thì ví dụ như một tuần sau mình không tưới phân này nữa thì mình lại tưới cái khác để cho hoa nó ra màu đẹp, và nó nếu mà nó có hương thì hương nó sẽ đẹp, nó sẽ thơm và màu sắc nó sẽ đẹp. Phân này là bây giờ là mình đang kéo dài vòi hoa đó mọi người. Mình đang kéo dài những cái vòi hoa này ha. Thì các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình, để video sau mình ra thì các bạn có thể là xem những cái chậu hoa này nó phát triển như thế nào và mình sẽ tưới phân gì để cho nó lên màu đẹp. Và để chúng ta áp dụng, để chúng ta kích hoa cho những cái chậu dendro nhà chúng ta, để chúng ta có hoa đẹp chơi Tết. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Xin chân thành và chào tạm biệt.